Hello, xin mến chào toàn thể các quý vị khán giả yêu quý đã trở lại với kênh của DVH Audio. Đấy, như tiêu đề đã đăng thì hôm nay DVH thì lại giới thiệu với các bác một cái dòng sản phẩm mới, là một cái dòng sản phẩm của thuộc cái thương hiệu là Neck Acoustic này. Tên model của nó là FX8, một con vang cơ. Đây là một con vang cơ và rất đáng được mong đợi của năm 2019 này. Ok, bây giờ sẽ nhấc ra cho các bác xem. Neck Acoustic FX8. Ui, sorry. Ngay trước mắt các bác đang xem là một chiếc vang cơ. Một chiếc vang cơ là hàng rất là tên tuổi, rất là đình đám rồi. Trong thời gian vừa qua thì khá là nhiều bác mong chờ. Ở trong hộp của nó đây, này link phụ kiện đầy đủ luôn. Cái này là anten Bluetooth này. Con này thì có cả Bluetooth luôn các bác nhé. Bluetooth này, có kết nối USB để phát nhạc luôn. Nói chung là tích hợp khá là nhiều các chức năng. Và ở bên trong hộp thì nó có một con tô vít khá là mini. Con này thì để chỉnh các cái núm ở đây, ba chung tép. Và giới thiệu với các bác, đây là một dòng sản phẩm chính hãng được phân phối độc quyền bởi công ty V Audio này. Cái này thì ở đây thì sản phẩm chính hãng này thì nó có một cái lớp này để lớp cào, dạng kiểu như cào thẻ điện thoại, để các bác quét cái mã vạch của sản phẩm nhé. Các bác có thể check được cái ngày tháng sản xuất. Đấy, rất là đẹp, một cái thương hiệu rất là đình đám. Cái này thì nó thuộc một cái hệ phân khúc nó khá là cao, là một mình nó một phân khúc các bác nhé. Với những cái chiếc vang cơ các bác thường thấy thì giá nó sẽ dao động được khoảng độ 1,5 triệu, 1,6 triệu, 1,7 triệu, 1,8 triệu. Nhưng mà một mình thằng này thì có một cái mức giá nó lại vượt cái tầm đó. Và với cái số tiền các bác bỏ ra thì rất là xứng đáng, tại vì nó là một sản phẩm thương hiệu và người ta làm rất là tử tế, người ta quan tâm đến, người ta chăm chút đến những cái chi tiết dù là nhỏ nhất. Con này thì có kết nối optical này, cổng quang này và anten Bluetooth, kết nối cả USB luôn. Một sản phẩm chính hãng. Sản phẩm chính hãng đây, quét qua cho các bác xem cái tem của nó này. Đây là tem trên nóc máy nhá. Còn cái này là tem bảo hành này, tem bảo hành của bên nhà phân phối này. Và ở vỏ hộp đây, ở vỏ của mỗi hộp thì nó đều có cái mã vạch các bác nhá. Đây này, nó đều có một cái mã vạch số series đấy nhá các bác nhá. Rất là đẹp. Nói chung là một sản phẩm quá ngon rồi. Mặt mũi này, nhìn này, mặt mũi này trắng trẻo đẹp dai. Quá đẹp dai luôn. Mặt nó làm bằng dạng kiểu như nhôm xước các bác nhé. Mặt nó làm nhôm xước này rất là đẹp. Và lát nữa thì mình sẽ lắp vào và mình sẽ test qua cái chất âm của con này cho các bác xem. Và theo như lời đồn đoán của anh em cộng đồng mạng từ khá là lâu nay thì nghe đâu bảo là con này có cái chất âm, có cái chất vang nhại rất là tốt. Nó nhại dẻo như là cái âm ly 203N của Hàn Quốc ấy, âm ly 203N xịn luôn ấy. Đấy, anh em đồn đoán bảo là con này nhại dẻo lắm anh em ạ. Để lát nữa mình test xem sao nhá. Ok, bây giờ sẽ lắp vào, bây giờ sẽ đấu nối và test cho các bác xem chất âm thực tế của con vang này. Đây rồi các bác. Đây thì mình đang kết nối qua Bluetooth các bác nhá. Nó đang nhấp nháy cái đèn này. Đây là các cái đường tín hiệu vào này. Nút này là nút chọn đường tín hiệu vào nhá. Đây nó viết tắt là Bluetooth này, viết tắt bởi từ VT. Thì đang phát nhạc ở trên chiếc điện thoại này. Mình chỉ cần vào cái phần cài đặt. Vào phần cài đặt nhá. Đây này. Cái này rất là đơn giản, kết nối rất là đơn giản, vào phần cài đặt này, vào phần Bluetooth đâu. Đây Bluetooth này. Thì mã của nó là đây nhá, Neck này, FX8, nó hiện đã kết nối, mình ấn vào đây, bật Bluetooth lên xong nó hiện Neck FX8 này các bác. Nếu nó chưa kết nối các bác ấn vào thì nó sẽ kết nối nhá, rất là đơn giản. Đấy là kết nối Bluetooth. Bây giờ sẽ test qua một chút cái tiếng nhạc, mời các bác đón nghe. Nói chung là con này thì hàng hiệu rồi, nên là nhạc về chắc chắn là không phải bàn rồi, nghe rất là ngon. Chúc mừng các bác, anh Quyên Vega.
thì mình đã test qua cái chất nhạc cho các bác đón xem. Và tiếp theo thì sẽ test thử về cái tiếng micro. Nói chung là rất là nhiều anh em đánh giá con này là bảo là nhại hay lắm anh em ạ. Nhại bảo là con này nhại hay như là âm ly 203N Hàn Quốc. Thì để biết có đúng hay sai, có thật hay không thì bây giờ chúng ta sẽ test cái tiếng micro nha. Vẫn sử dụng cây micro Sufu 757. Rồi ok, cắm vào đây này. Nào bây giờ bật lên. Alo 1 2 1 2 3 4 5. Ôi trời ơi, chuẩn luôn các bạn. Con này nhại quá dẻo, chuẩn luôn. Đấy, mình chỉ cần alo 1-2 câu thôi, mình cảm nhận ngay được cái chất nhại của nó. Nói chung là con này thì nhại thì chắc chắn là không chê được rồi. Cái này thì nó có hai cái núm là repeat và delay. Thì nguyên thủy của nhà sản xuất này nó về thì toàn bộ nó sẽ để hết là các hướng 12 giờ. Nhưng mà đây nhá, bây giờ test qua cái hướng 12 giờ cho các bạn nghe nhá. Alo 1-2. Nó hơi nhanh và đuôi nó hơi dài thì... Cái delay này mình muốn cho nó chậm đi thì mình chỉnh cái delay vặn sang phải, nó sẽ chậm đi coi nhé. Alo. Để nó chậm đi. Này nó lại chậm quá, không được, tăng lên một chút nha. Alo. 1 1 1 1 2. Rồi giảm cái repeat đi này. Repeat này. 1 1 1 1 2. Ôi giời ơi, chuẩn bài luôn. Nói chung là các bác chỉ cần chỉnh như này, hát chuẩn như âm ly 203N luôn. Đảm bảo là vang nhại này thì không chê được. Các bác mà yêu thích những cái dòng nhạc dân ca, dòng nhạc trữ tình mà gặp đúng cái con vang này, FX8 này mà chỉnh như DVH chỉnh này thì hát bao phê bao sướng luôn. Alo 1 2 3 4 5. Cái tiếng nhại của nó nó dày, nghe cái tiếng nhại nó dày dặn và cái đuôi nó dẻo ra phía sau chứ nó không bị dạng kiểu cái tiếng mà ong ỏng ấy. Các bác mà nghe những cái con nào mà nhại kém nghe dạng kiểu như cái tiếng nó nhại lại, nó không êm như cái tiếng mic của mình. Mà ví dụ như tiếng mic thì rất bình thường, nhưng mà có nhiều con vang cái tiếng mic, cái tiếng nhại, cái tiếng effect của nó nhại lại, nghe nó cứ ong ong nghe nó rất là nhức đầu và nó không phê. Thì ở cái con vang Neck FX8 này thì nhà sản xuất người ta đã xử lý được cái vấn đề đó. Và nói chung là về cái phần vang nhại của con này thì mình đánh giá là khá là đạt. Nói chung là trong cái tầm tiền của nó thì mình nghĩ là mà nhại hay được như 203N thì chắc chắn là sẽ khó có đối thủ nào vượt qua được con này. Và hơn nữa thì lại là một cái sản phẩm chính hãng, chất lượng thì rất là ngon. Rồi tiếp theo thì sẽ test một đoạn karaoke, mời các bác đón nghe và cùng cảm nhận nhá, cùng nghe và cùng cảm nhận. DVH sẽ hát một bài test karaoke, mời các bác đón nghe nhá, cùng cảm nhận cái chất âm của con này. Rồi test một bài karaoke nhá, Dĩ Vãng Cuộc Tình của Tuấn Hưng. Bài này có từ rất là lâu rồi, bài này những cái thế hệ mà 8x9x là hay nghe bài này. Alo 1 1 1 2. Đã lâu rồi từ ngày em ra đi, để trái tim ta đã mang thương đau. Ta mới tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối. Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi. Nguyện xin giữ những gì vắng là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm sâu. Cây micro có 450.000 thôi, hát phê phết các bạn ạ. Đang hát bằng loa này các bạn nhá. Loa
để trái tim ta đã mang thương đau, ta mới tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa. Trong cuộc đời nào được như ý muốn, nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn, nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối. Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi. Nguyện xin giữ những gì vắng là giấc mơ, để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu. Từng lời nói, từng khung hát này cao quá, cao quá các bạn. Đoạn này thì hết hơi mất. Rồi xin phép dừng lại cái phần test nhạc karaoke tại đây các bác nhá. Cao quá, hát hết cả hơi rồi. Đấy, vừa rồi thì DVH thì đã giới thiệu và đã test qua cái chất âm của cái chiếc vang Neck Acoustic model là FX8 hàng chính hãng này. Phải nói là con này thì vang nhại của nó thì không thể chê vào đâu được. Vang nhại rất là dẻo, rất là ngon. Thì với một cái sản phẩm chính hãng như này thì các bạn không cần phải lăn tăn về chất lượng nữa rồi, và chế độ bảo hành hậu mãi seri này, số seri của nó này. Cái này thì bên DVH thì cung cấp hàng mới nhá, hàng mới nguyên hộp như này. Các bác có nhu cầu thì là mình sẽ nguyên hộp như này, mình sẽ đóng gửi đi cho các bác. Cái này thì sẽ chèn thêm shop, và trước khi gửi hàng thì bên DVH thì đều có test thử hàng hết, hoạt động ngon lành thì bắt đầu lại dán tem bảo hành và sẽ gửi đi cho các bác. Thì ở bên DVH thì hay gửi hàng theo đường bưu điện nhá, dù có ở nơi đâu, chỉ cần có thực sự có nhu cầu thì DVH sẽ gửi hàng đến tận nơi, đến tận tay cho các bác nhá. Đấy, một cái sản phẩm chính hãng rất là đẹp. Mặt này, mặt nhôm của nó quá đẹp luôn. Vang nhại rất là hay. Con này thì mình nghĩ là với cái chất âm vang nhại như này thì nó sẽ phù hợp với những cái dòng nhạc mà ra kiểu già già một tí ấy. Nhạc trữ tình ấy, nhạc dân ca, nhạc trữ tình thì nó sẽ ngon hơn là những cái dòng nhạc trẻ. Nhưng mà tuy nhiên là vừa lấy thì hứng nổi lên thì mình vẫn hát nhạc trẻ bình thường, không là sao cả. Đấy, một con máy rất là ngon, chiếc vang rất là ngon. Với cái chiếc vang này thì không những là đem lại cái giá trị sử dụng mà nó còn mang tính chất là trang trí nữa các bác nhá. Có cái chiếc vang này vào thì các bác nhìn cái dàn đồ mình nó sẽ nổi hơn rất là nhiều. Đấy, nhìn mặt này, mặt phay nhôm trông hiện đại, và có dàn đèn nháy, đèn này đèn báo tín hiệu này, main led, main ride, đường center, đường subwoofer này. Đấy, có dàn đèn nháy rất là ngon. Cái này thì là cái công tắc này là FX, này là feedback các bác nhá. Chống hú, công tắc chống hú, nếu mà chúng ta thấy hú thì ấn vào, còn không hú thì không cần ấn. Tại vì ấn vào thì sẽ không thể nào mà nó ngon bằng cái lúc mà nó không có chống hú được. Không có chống hú thì nó hát nó sẽ ngon nhất. Có chống hú thì nó sẽ nén đi một phần các bác nhá. Đấy, một sản phẩm chính hãng, hàng mới nguyên hộp và với một cái mức giá rất là phải chăng. Ok nhá, các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với DVH để được tư vấn về sản phẩm này nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh cho DVH nha, ủng hộ kênh của DVH ngày càng lớn mạnh, ngày càng phát triển. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.